Công ty Vidirovel Mining Alina, văn phòng tại 161 Hoskins Street, Himora, New South Wales 2666, xin thông báo. Sau nhiều năm làm việc với chính phủ Úc, nay hội đủ điều kiện pháp lý, xin thông báo đến quý đồng hương góp vốn đầu tư mua trang thiết bị, máy móc để khai thác đá khối lên bán. Công ty có 24 triệu cổ phần, mỗi cổ phần trị giá 2.500 đô la Úc, mức lời là 600%. Đây là mỏ đá granite ở Úc do người Việt làm chủ. Kính mời quý đồng hương chung tay góp vốn để dự án khai thác sớm hoàn thành. Xin liên lạc số hotline 610432-298-934 hoặc website vdima.com.au. Xin hân hạnh giới thiệu đậu hũ Kim Sa do người Việt làm chủ, chuyên cung cấp tất cả các loại đậu hũ truyền thống. Đặc biệt Kim Sa còn có đậu hũ hành và đậu hũ xả ớt có thể mua về ăn ngay. Ngoài ra Kim Sa cũng có cả sữa đậu nành nguyên chất. Đậu hũ Kim Sa được làm từ nguyên liệu organic 100% và hiện đã có mặt tại các shop thực phẩm Á Châu ở Kapramata, Pensau và Kali Heights. Nhân dịp khai trương, Kim Sa sẽ có quà tặng cho những ai mua hơn 10kg, bao gồm cả giao hàng miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0423 000 666. Lily xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Đài Việt TV Australia, Chính phủ Liên bang vừa tiến hành sửa đổi các quy định về tài trợ cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhằm bắt chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ phải cấp 50% kinh phí. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, chính quyền Queensland sửa đổi luật về sinh sống trong các khu nhà chung cư với rất nhiều quy định mới. Còn tại Nam Úc, hàng ngàn học sinh phải tạm dừng các bài học hoạt động ở dưới biển do lo ngại bị cá mập tấn công. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Đài Việt TV Australia. Đầu tiên là thông tin về việc chính phủ liên bang giảm kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Hôm qua, Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Liên bang Catherine King đã công bố những thay đổi mới trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó chính phủ liên bang sẽ chỉ cấp 50% kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn trong tương lai. 50% còn lại là do chính quyền các tiểu bang và vùng lãnh thổ cung cấp. Ngoài ra, chính phủ cũng đưa ra các tiêu chí mới về quyết định dự án nào sẽ được tài trợ. Bà Bộ trưởng cho biết tình trạng thiếu lao động và chi phí nguyên vật liệu tăng vọt là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi lớn trong cách chính phủ liên bang tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn sắp tới. Và như vậy, chính phủ liên bang sẽ không còn cấp vốn đầy đủ hoặc chia tỷ lệ tài trợ là 80-20% cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn nữa. Hiện chi tiêu cơ sở hạ tầng của chính phủ liên bang đang được duy trì ở mức là 120 tỷ đô la. Theo chính sách cơ sở hạ tầng mới do Bộ trưởng Catherine King công bố, các dự án trong tương lai sẽ được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp với 3 ưu tiên: năng suất, khả năng sống và tính bền vững, nhằm giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, đảm bảo chuỗi cung ứng có khả năng phục hồi, cải thiện môi trường sống, giảm lượng khí thải và khuyến khích các phương thức đi lại bền vững hơn. Điều này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo chính phủ Úc cần phải giảm việc rót tiền cho các dự án cơ sở hạ tầng để tránh lạm phát gia tăng thêm. Phát biểu với đài Sky News về những thay đổi của chính phủ hôm thứ Ba, Giám đốc điều hành cơ sở hạ tầng Úc Châu Adam Cox cho biết sự thay đổi này có nghĩa là chính quyền các cấp sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn về đầu tư cơ sở hạ tầng. Ông cho biết các chính phủ từ cấp liên bang và tiểu bang đã cải thiện được cách họ quy hoạch cơ sở hạ tầng nhưng vẫn có những lo ngại về năng lực thị trường, bởi mọi quy hoạch cần phải gắn với thực tế thị trường. Khi Úc đang có sự thiếu hụt khoảng 229.000 công nhân trong vòng 5 năm tới để thực hiện các dự án, trong khi chi phí thép và gỗ tăng hơn 50% trong 2 năm qua. Ông Cox cho biết, mặc dù lượng người nhập cư kỷ lục trong năm qua nhưng vẫn rất thiếu kỹ sư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, mặc dù trong ngành này đang có tới 47% kỹ sư là người nhập cư. Tiếp đến là thông tin về việc chính phủ Queensland sửa đổi luật về sinh sống trong các khu nhà chung cư. Cư dân ở Queensland sinh sống trong các căn hộ và chung cư sẽ bị cấm hút thuốc lá trên ban công theo luật mới được Quốc hội bang thông qua. Theo luật mới này được chính phủ Queensland đưa ra như một đợt cải cách nhà ở.
thì các công ty quản lý các khu chung cư sẽ có quyền đưa ra lệnh cấm cư dân hút thuốc ở khu vực sinh hoạt chung như cầu thang, hành lang, tiền sảnh và cả ban công trong các căn hộ. Luật mới đã được Quốc hội bang thông qua hôm qua thứ Ba và cũng bao gồm cả những thay đổi nhằm bảo vệ những người mua căn hộ chung cư được tốt hơn trước các điều khoản gọi là Sunset Clause gây tranh cãi của bang. Hiện tại, đối với các giao dịch mua mà hợp đồng có điều khoản Sunset Clause, các công ty xây dựng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu hợp đồng không được giải quyết trong khoảng thời gian đã đưa ra. Mặc dù tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho người mua, nhưng nhiều trường hợp các công ty xây dựng có thể cố tình viện dẫn điều khoản này để hủy hợp đồng nhằm bán cho người khác với giá cao hơn. Nhưng luật mới sẽ hạn chế thời điểm các công ty xây dựng có thể viện dẫn điều khoản này để hủy hợp đồng. Ngoài ra, một loạt các cải cách mới cũng sẽ ngăn cản các công ty tạo ra các quy định cấm toàn bộ vật nuôi trong các khu nhà chung, chẳng hạn như các tòa nhà chung cư và nhà townhouse, đồng thời tăng cường quyền hạn cho các công ty quản lý có thể kéo xe ô tô đỗ ở các khu vực sinh hoạt chung. Nói chung, luật sửa đổi mới được nhiều người hoan nghênh như việc cấm hút thuốc ngoài hành lang giúp bảo vệ sức khỏe của các cư dân trong căn hộ khỏi hít phải khói thuốc lá tự động, đồng thời giúp nhiều người yêu súc vật được nuôi thú cưng, đặc biệt việc tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với người mua. Đối với người mua sẽ đảm bảo người dân Queensland có thể tiếp cận được nhà ở an toàn và đảm bảo hơn. Tin từ Nam Úc khi các trường học phải dừng chương trình đào tạo ở biển. Các trường học trên khắp Nam Úc đã phải tạm dừng các hoạt động ở dưới biển đối với hàng nghìn học sinh để đối phó với vụ cá mập tấn công người vào tuần trước. Vào thứ Sáu tuần vừa rồi, một thợ lặn 32 tuổi khi đang hướng dẫn cho các nhóm học sinh thì đã bị cá mập tấn công và hậu quả đáng tiếc là các học sinh đã chứng kiến vụ việc đau thương đó. Người hướng dẫn này chỉ bị thương và đang điều trị tại bệnh viện. Hôm qua, Sở Giáo dục Nam Úc thông báo các hoạt động dưới nước còn lại trong học kỳ 4 sẽ được chuyển sang các hoạt động ở các địa điểm thay thế, chẳng hạn như hồ sông và đường thủy nội địa gần trường để học sinh không bị bỏ lỡ các khóa đào tạo về sinh tồn an toàn dưới nước như thế, cũng như các hoạt động khác như chèo thuyền và lướt sóng hay trượt ván. Do an toàn là ưu tiên số 1, nên Bộ Giáo dục sẽ tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa chương trình này quay trở lại hoạt động trên biển vào năm tới. Quy tắc này áp dụng cho tất cả các trường công lập trên toàn tiểu bang và một số trường tư thục cũng đưa ra quyết định tương tự. Đây là vụ cá mập tấn công người lần thứ tư xảy ra ở Nam Úc trong năm nay. Trước đó, một vận động viên lướt sóng 55 tuổi được cho là đã bị cá mập giết chết ở ngoài khơi bãi biển gần vịnh Stikey. Thi thể của người này không bao giờ được tìm thấy mà người ta chỉ tìm thấy một phần tấm ván và bộ đồ lặn của ông. Vụ cá mập tấn công khác xảy ra đối với một phụ nữ 64 tuổi, Pam Cook, nhưng may mắn là bà sống sót sau khi bị cắn lúc đang bơi ở Peaceport. Trong khi đó, thi thể nạn nhân của vụ thứ ba không bao giờ được tìm thấy. Nạn nhân thứ ba này là một giáo viên bị cá mập tấn công khi đang lướt sóng ngoài khơi bờ biển phía tây của bang vào tháng 5 vừa rồi. Tin tiếp theo là từ Victoria, một gian trưng bày Giáng sinh bị tẩy chay. Một trung tâm mua sắm ở Victoria đã buộc phải thay thế một gian trưng bày Giáng sinh gây nhiều tranh cãi chỉ sau 2 ngày dựng lên do sự phản đối kịch liệt của công chúng. Đó là không gian trưng bày ngôi làng của ông già Noel để khách hàng chụp ảnh ở khu mua sắm Pacific Warabee, cách Melbourne 29 km về phía tây nam. Gian trưng bày này có một tấm biển lớn phía trên ghế ngồi của ông già Noel có dòng chữ "Chúc mọi thứ vui vẻ, Merry Everything", thay vì dòng chữ "Chúc mừng Giáng sinh" truyền thống là "Merry Christmas". Có lẽ ban quản lý trung tâm mua sắm có sáng kiến để dòng chữ chúc mừng đó được viết chệch đi nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, nhưng không ngờ lại nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ những người đã nhìn thấy nó. Khách hàng khi nhìn thấy đều bày tỏ sự thất vọng của mình, thậm chí không chụp ảnh ông già Noel tại Pacific Warabee nữa. Những phản hồi tiêu cực đó đã khiến trung tâm chỉ sau 2 ngày phải gỡ bỏ tấm biển có chữ Merry Everything đó. Một số người đã lên mạng xã hội phàn nàn cho rằng lời chúc Merry Everything đó thật lố bịch, bởi đây là dịp Giáng sinh và thường trong các dịp ngày lễ của dịp nào đó thì tên nguyên gốc không bao giờ nên thay đổi, vì sẽ thay đổi ý nghĩa của nó. Điều này đã thực sự gây khó chịu cho những người ăn mừng Giáng sinh. Một người thậm chí còn bình luận rằng đó là Giáng sinh vui vẻ chứ không phải mọi thứ đều vui vẻ, thật là xúc phạm. Người này viết rằng sự hòa nhập cho tất cả mọi người là vô cùng quan trọng đối với một xã hội đa văn hóa như Úc Châu, nhưng ban tổ chức không nên thay đổi tên chính của lễ hội đó.
Thực tế, chiến dịch Mọi Thứ Vui Vẻ là một phần trong phong trào rộng lớn hơn của tập đoàn đầu tư Queensland, công ty sở hữu Pacific Warabi. Chiến dịch bắt đầu vào ngày 2 tháng 11 và sẽ kéo dài đến đêm Giáng sinh, nhằm giới thiệu nhiều loại quà tặng và dịch vụ lễ hội có sẵn tại trung tâm để khách hàng có thể mua sắm mọi thứ trong mùa lễ này tại một địa điểm duy nhất. Cuối cùng là thông tin đến từ vùng lãnh thổ phía Bắc. Alice Springs tăng cường chống tội phạm trong mùa hè này. Chính quyền lãnh thổ Bắc Úc tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại khu vực Alice Springs vào mùa hè này như một phần của kế hoạch mà họ cảnh báo là sẽ mạnh tay không khoan nhượng đối với tội phạm và các hành vi chống đối xã hội. Các biện pháp mới mà chính phủ lãnh thổ Bắc Úc cho biết sẽ tập trung giải quyết tội phạm thanh thiếu niên và việc tiếp cận rượu được đưa ra gần một năm sau khi thị trấn Alice Springs gây chú ý trên toàn quốc vì tỷ lệ tội phạm gia tăng mạnh, gây ra tình trạng bất ổn trong cộng đồng và bạo lực do nạn lạm dụng rượu gây ra. Phát biểu khi công bố các biện pháp mới hôm qua thứ Ba, Thủ hiến Natasha Fies cho biết thị trấn Alice Springs vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tội phạm và hành vi chống đối xã hội từ mọi góc độ. Bà Natasha Fies đã công bố điều động thêm 50 sĩ quan cảnh sát bổ sung cho lực lượng cảnh sát Alice Springs trong mùa hè tới, với trọng tâm chấn át các hành vi phạm tội liên quan đến rượu, bao gồm hành hung, xâm nhập trái phép tư gia và bạo lực gia đình. Bộ trưởng cảnh sát Brent Porter, người mới được bổ nhiệm vào vị trí này 2 tuần trước sau cuộc cải tổ nội các của thủ hiến Natasha Fies, cho biết do đây là khoảng thời gian Giáng sinh và năm mới, nên lực lượng cảnh sát sẽ không khoan nhượng, không chấp nhận bất kỳ hành vi chống đối xã hội nào hoặc hành vi không đáp ứng được mong đợi của cộng đồng. Ông Porter cho biết sự hiện diện ngày càng tăng của cảnh sát cùng các trang thiết bị hiện đại và sự tập trung vào tuần tra ban đêm và hỗ trợ các chương trình cộng đồng nên hy vọng sẽ đem lại niềm tin an toàn hơn cho cộng đồng cư dân cũng như khách du lịch. Ngoài ra, chính phủ Bắc Úc cũng cho biết họ sẽ hỗ trợ những người trẻ tuổi có nguy cơ phạm tội cao bằng cách cung cấp thêm các dịch vụ hỗ trợ, đồng thời tạo nhiều sân chơi và hoạt động thể chất hơn cho học sinh bởi mùa hè cũng là khoảng thời gian nghỉ học kéo dài, nhằm giúp các em không bị các phần tử xấu lôi kéo dụ dỗ tham gia các hành động bất hợp pháp. Tuy nhiên, đảng đối lập cho rằng các biện pháp của chính phủ là chưa đủ để ngăn chặn tội phạm gia tăng trong mùa hè, bởi không chỉ cảnh sát mà các cơ quan chức năng khác trong thị trấn luôn trong tình trạng thiếu nhân viên và nguồn lực cần thiết để ứng phó với tội phạm. Với bản tin vừa rồi, Lily xin tạm dừng chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Lily xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều nay.